Xin chào bà con trong nước và ngoài nước. Tôi hôm nay tôi có ít đôi lời để nhắn nhủ lên. Tôi có nhờ lời một chú Tiêu, chú Tâm và một chú Cường với anh em trung đội trong Facebook là để đăng lên cho tôi một cái clip này. Bây giờ là mẹ của bé Thư về, tôi coi cái clip này là mẹ bé Thư về rồi gặp nhau. Thì bây giờ tôi cũng muốn đó là lên cộng đồng mạng như vậy, đặng là cho tôi là gặp mẹ của bé Thư. Thì bây giờ cho để cho tôi với là mẹ bé Thư ba mặt một lời. Dạ, tức là ý cô là hôm nay nhờ tụi con qua đây là để giống như là cô muốn truyền tải cái thông tin là muốn gặp trực tiếp mẹ ruột của bé Thư. Thì hôm qua chắc cô cũng đã xem clip. Có xem rồi. Dạ, thì trong cái câu chuyện ngày hôm qua thì giống như là thì mẹ ruột của Thư á thì cũng nói là Thư không phải là sinh năm 2012 mà sinh năm 2009. Thì giống như là nó trên là tuổi rồi. Đó, thì bây giờ mong muốn của cô là muốn gặp mẹ nuôi ha. Bây giờ tôi muốn gặp nó. Ủa, ba muốn gặp mẹ ruột chứ. Tôi muốn gặp mẹ của con bé Thư. Dạ. Là ba mặt một lời ra ngay chỗ mà làm cái khay xanh nè. Đó. Thì tôi muốn cần như vậy. Tức là hồi xưa á con, hồi xưa là cô kể lại, hồi xưa là khi mà cô gặp mẹ của Thư là trong cái hoàn cảnh như thế nào á con? Thì tôi cũng đi làm. Nói chung là làm vậy đó rồi con mẹ nó là đem con bé Thương này lại ngay chân cái chỗ cái quán. Thì khi không ai nhận hết rồi cái có con út lùng nó ra thôi vậy đi. Tao đi tao đem về tao nuôi. Rồi cái ai cũng nói là mày nuôi thì nuôi chứ có mà khả năng nuôi không. Thì nó mới nói là để nãy xin về nó nuôi. Rồi cái là trong khi đó là nó đem về mà nó nói là giờ nó không có tiền. Nó biểu tôi á giờ không có tiền mấy bà cho tiền tôi đi. Thì tôi có sức ra cho nó 250 ngàn. Rồi nó mua một cái hộp sữa cho con bé này nó uống. Thành ra nó đem về bên bệnh á. Rồi tối sáng lại ngủ một đêm. Sáng lại thì nó đem qua nó trả. Nó kêu tôi điện con này kiếm con này. Tôi nói tao không biết. Thì nó đem ra ngoài nhà của ông ngoại nó đó. Ẩm đem ra ngoài nhà ông ngoại nó. Thì vô thì ông đó không có cho đem vô nhà. Ông mới nói là không phải cháu ông. Thì nó nói với tôi như vậy. Rồi cái tôi thấy cũng quá đi. Cái anh Sáu Hành ở sớm đó nữa. Anh mới nói thôi vậy thì tao xin về cho con tao là hai vợ chồng nó 7 năm nay rồi không có con. Thế tao xin về. Rồi con bà ổng mới đem về trong nhà là từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối ông đem ra ông trả. Rồi hỏi sao vậy ông nội ông nuôi giùm cho nó đi. Thì ông mới nói là con ổng nó nói là để một tuần nữa đi. Nó về để khám mà sức khỏe con nhỏ này với thử máu có bệnh hoạn gì không. Thành ra ông có trả lời. Rồi ai cũng nói thôi giờ mấy bà ở đây bà nuôi cho nó đi để ẩm đi lang thang hoài. Đó. Rồi tôi thấy tôi cũng ngẫm nghĩ. Tôi bị tôi có ba đứa con rồi. Con tôi nuôi cũng không chưa có xong nữa. Hai đứa lớn tôi chồng bỏ. Thì hai đứa lớn tôi cũng không có ăn học luôn cũng dốt luôn. Chứ đâu phải mà riêng một mình con Yến mà tôi không cho nó học nữa. Riêng một mình con bé Thư này mà tôi không cho nó học đâu. Tôi nói cho anh chị biết trên mạng vậy đó. Thành ra bữa nay nói cái vụ này thì tôi cũng thấy tôi bức xúc quá đi. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu. Giá cao lại sợ bị lầm. Nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị. Giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Là tôi cần gặp mẹ nó, rồi tôi để kêu cái con út lùng ra, là trước khi là cho út lùng. Là tôi mới nói rồi bây giờ tôi phải nhờ con út lùng ra nè, rồi nhờ tới cái anh Sáu Hành, coi có đúng sự thật hay không. Đó, thì làm cái cây xanh đó thì tài sản của nó luôn. Cái giấy nó cho tôi, rồi tôi thấy vậy á, là nó cho con út lùng là không có cho con út lùng, không có cho cái gì đó tất cả. Thì tôi thì cũng có thấy tội nghiệp, tôi cũng có. Đó. Thì bây giờ là tôi nuôi tới ngày hôm nay thì tôi cũng có là vô tới chính quyền địa phương là tôi nhờ nó làm cho tôi một miếng giấy. Trước khi nó kia là không có làm giấy tờ gì hết. Rồi tôi thì tôi cũng nói vậy, tôi nói thôi giờ vậy đi. Chị em thì giờ tao nói cho mày nghe. Bây giờ nếu mày cho mày thì tao cũng lấy tao cũng nhận tao nuôi, tao thấy mày cũng khổ. Thôi tao cũng khổ nữa, cũng hai đứa chung một màu áo. Mà tao thấy mày còn nhỏ mày nuôi nó chắc không được đâu. Tôi thấy vậy, tôi nói đem về luôn.
Và trong khi đó là tôi không có giữ được, tôi mới mướn cái chị Sáu Ghi ở gần đó nuôi. Là trong khi đó chị giữ thì tôi hỏi chị Sáu ơi, giờ mà không biết làm sao giữ, chị giữ được không? Bà nói ừ, biết đem lại đây thì tôi giữ cho, một tháng cho chị 1 triệu. Thì tôi nói thôi giờ vậy đi, chị săn sóc nó cho sạch sẽ, chị cho nó ăn đầy đủ, cho ăn uống đầy đủ, bú hàng ngày đầy đủ cho em đi, cho nó mà sổ sữa lên. Thì em cho chị 2 bộ đồ. Chị sao chị mới nói thôi giờ cô thì gì đừng có cho tôi 2 bộ đồ, chị cho tôi 200 ngàn nữa là cũng như mỗi một tháng là 1,2 triệu. Rồi tôi một tháng 1,2 triệu, thì trong khi đó tôi cũng chấp nhận cho chị giữ. Thì trong khi đó giữ, chị giữ cho con tôi là 3 năm. Còn mỗi một giấc sáng thì tôi đem lại là 7 giờ sáng, tối 9 giờ, 10 giờ thì tôi đi đem về phòng ngủ cho tôi. Sáng tôi tắm rửa rồi xong thì tôi ôm lại cho chị. Mà hôm nay là nó nói như vậy thì tôi không biết làm sao bây giờ để giáp mặt ba mặt một lời đi, rồi đi lại tới cái chị Sáu mà giữ nó đó. Rồi nói ra, đó, tôi nhờ chị để đó, rồi giờ ví dụ như chị của tôi đó là bé Thư là ngay trên nhà chị Sáu đó, thì cái ngày ăn thôi nôi đó thì tôi cũng có làm đám lớn lắm. Tôi thấy con nó là tôi nghĩ con cái gì nó không cha không mẹ của mình rồi, mà giờ mình nuôi nó được, nó lớn nó được 1 tuổi rồi thì ăn sinh nhật nó tôi làm tới 9-10 mâm nặng, mời cô ba rồi bà con cô bác đó lại ăn đó. Bây giờ nếu mà như vậy á thì rồi con Yến này nó nói là không có sự thật, là không có đúng. Con mẹ của con mà bé Thư này nói vậy là không có đúng. Bây giờ tôi muốn làm sao cho là ba mặt một lời, lại tới cái chỗ là nói con từ đâu tới đâu đó, là từ cái chỗ Út Lùng mới tới anh Sáu Hành, rồi mới tới tôi, rồi tôi gửi cho chị Sáu giữ là 3 năm trời tôi mới Thư này về. Là tôi nuôi bị gì trong khi đó tôi mừng hết nổi rồi, thành ra tôi nói thôi chị Sáu ơi em không có tiền trả chị giữ em tiền trả, thôi giờ em đem về thì tôi đi mà thì tôi đem nó theo đó, thì tôi miễn tôi đi làm tôi đem cho nó theo, chứ giờ trả tiền nữa thì không có tiền. Hiện bây giờ thì tôi cũng có nó bệnh hoạn rồi, tôi cũng có là nhờ người ta giúp đỡ đang vô nhà thương. Tôi giờ cũng còn nợ người ta ngay xứ đó luôn. Nếu mà không tin bữa nay mấy chú xuống đó đi, rồi để cho mấy người đó nói rồi mấy chú mới biết. Mà bây giờ nói như vậy thì oan ức cho tôi dữ lắm. Có người làm chứng là nó là kêu tôi kêu nó làm mà khai sanh cho con nó, mà nó cũng còn đòi hỏi nữa đó. Cái ngày mà đi kiếm nó nè, tôi cũng nói sự thật luôn. Cái ngày mà đi kiếm nó thì đang là làm khai sanh cho con nó đó, là ra là nó nói là nó làm ở Vũng Tàu. Nó biểu tôi bây giờ là đi ra làm Vũng Tàu rồi, bây giờ nếu mà tôi về bà trả tiền xe cho tôi, rồi trả tiền mặn cho tôi. Rồi tôi mới hỏi nó là bằng bao nhiêu, bây giờ cưng về làm cho con cưng miếng giấy đi đằng nữa chứ cho nó đi học mới được, có cái xanh ta mới cho đi học. Thì trong khi đó nó nói là để về, thì nó nói vậy thì nó đi về làm miếng giấy. Làm miếng giấy xong rồi đi ra ngoài quán thì tôi cũng có đưa cho nó 3 triệu. Đó ra giá. Đó, nó nói là bây giờ 3 triệu là cái cấp làm giấy. Làm giấy à, giờ làm giấy cái lúc trước là cho nó là hồi sinh mới qua tay là cho nó 2 triệu. Nó ký tên luôn mà. Cái khoảng thời gian có từ cái lúc mà cô nuôi bé Thư tới lúc mà làm giấy khai sinh là khoảng mấy năm cô nhớ không? Chắc cũng khoảng 3 năm mới có làm cái gì á. Giống như là cũng 3 năm sau mới bắt đầu liệt đi. Bởi vì tôi quên. Dạ, tôi thấy đấy. Thấy nó là cũng như là tôi nhận nuôi rồi là tôi quên cái vụ mà giấy mụ đồ này kia rồi làm cái xanh đồ tôi dạ. Quên. Thời điểm làm giấy là năm mấy cô nhớ không? Năm mấy không? Trong giấy khai sinh nè, trong giấy khai sinh là năm 2015 ha. Thì đó có khai sanh hết làm giấy là 28, còn nó cho 25. Tôi là ở địa phương nó xác nhận có đem lại xã của nó xác nhận luôn cho tôi đóng mộc luôn đó. Đó thì nói chung bây giờ thì cái chuyện lùm xùm giữa trước đây giữa Thư với Cường ở đó thì mình không có nói tới, thì cái chuyện ví dụ ai làm sai thì có pháp luật rồi, nhưng mà cái chuyện ở đây thì hôm nay thì mẹ ruột thì cũng về, nhưng mà thì bên cạnh khi đó thì nó cũng có nhiều cái nó chưa có rõ ràng về cái tuổi của bé Thư. Đó, còn nhiều cái vấn đề giữa mẹ nuôi và mẹ ruột. Nên là người mẹ nuôi này thì cũng có trải lòng, thì có đôi lời nhắn nhủ như vậy. Để nói chung bây giờ nói thì mạnh ai nói chẳng được. Ở bên kia, bên đây đó thôi.
Nhưng mà cái quan trọng á thì sự thật thì mãi mãi là sự thật. Không, bây giờ con nói cái gì chẳng được đó. Quan trọng là hai bên gặp như thế nào. Bây giờ ý bây giờ là tôi muốn gặp mẹ của nó đó, cho sáng tỏ ra. Dạ. Đó. Còn như nó nói là nó 18 tuổi nó làm ở Trà Vinh. Là không, cái chuyện bé Thư thì có không, cái đi. Đó tôi phải nói cho biết chứ. Là nó nói là nó làm tuổi ở Trà Vinh là 18 tuổi. Và bây giờ hôm ngày hôm nay là mẹ nó nói là có 15 tuổi đó. Dạ, đó bây giờ là cho mấy anh mấy chị trên cộng đồng mạng, bây giờ em có ít đôi lời nói cho mấy anh mấy chị nghe như vậy coi, nếu mà nhận xét coi có đúng hay không. Rồi còn ra tới xã cũng nó rồi lại đó rồi góp rồi cũng như là bao nhiêu người để ba mặt một lời coi có đúng hay không. Rồi mấy chị mấy anh muốn chữ tôi giờ nào chữ cũng được. Đó. Dạ. Thì tôi có yêu cầu được là bao nhiêu đó thôi. Làm ra cho sáng tỏ, tôi nói thiệt với chú ăn, nếu mà không có chú như chú Trường là tôi nói thiệt chữ gì cái chuyện qua ức cho tôi mà đăng cả nước tôi quá trời luôn. Tôi nghĩ nếu mà không có mấy lời hai chú nữa là tôi y chang như vậy đó, quan ức cho tôi quá trời luôn, mà biết bao nhiêu người làm chứng nữa chứ đâu phải một mình tôi. Thì giờ tôi có điều lời bao nhiêu đó đó, bây giờ trên cộng đồng mạng rồi coi thì thấy đi rồi tự có tôi dạ. Sao đó. Ví dụ bây giờ mà bên mẹ ruột là sẵn sàng qua đây thì mình chắc là mình phải xuống chính quyền địa phương làm gì, không phải có giấy trắng mực đen. Đúng rồi. Bằng miệng được. Không, mà nói bằng miệng mà mấy chú mà lại quay không tôi cũng không đồng ý nữa. Dạ. Phải ngay chân chỗ mà lại ngay đó là địa phương của nó giáp mặt với tôi vô ngay chỗ địa phương đó. Dạ, trong câu chuyện này nó có một cái nhiều cái mâu thuẫn là theo mẹ nuôi á thì Thư là 12. Hơn 12, còn mẹ ruột á thì 2009 là khoảng 15 tuổi, nhưng mà Thư lại nói 18 tuổi. Đó. Nó có mà nói á phức từ phía sau nữa. Bây giờ á tôi cần gặp mẹ của nó. Đúng rồi. Đó. Đặng cho ra xoắn tỏ cho để rồi trên cộng đồng mạng cứ chữ tôi nói đó, này kia kia nọ tôi cũng ăn không ngon mà ngủ cũng yên. Ví dụ như mình gặp là hồi xưa là làm giấy là ở xã nào, huyện nào không? Như là hồi xưa là cho trong cái quán trong Hòa Bình. Hòa Bình là ở đâu không? Chợ Xuân Hiệp đi vô nữa. Là thuộc huyện nào? Huyện Trà Ôn. À, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ờ. Dạ. Còn mà làm giấy là ra ngay cái qua cái xã của nó. Xã gì cơ? Xã Xuân Hiệp. Xã Xuân Hiệp, ờ. Huyện Trà Ôn. Huyện Trà Ôn luôn. Dạ, nếu như mà giấy tờ hồi xưa có làm là tới giờ chắc người ta vẫn còn lưu chứ. Còn. Dạ. Thì đó tôi cũng có hỏi mấy anh đó thì nói là mà nếu mà ai mà nói giấy tờ giả, khai sinh giả của bé Thư này là cứ việc lại đây tôi kiếm tôi. Dạ. Nói chung là một người mà sinh ra là không thể có hai giấy khai sinh với hai cái năm sinh khác nhau được. Đúng rồi. Đó, sẽ có thì khai sinh này nó đó. Làm trong xã thì đi làm với tôi đó. Dạ. Thì bây giờ tôi cũng có trình bày nói ủa sao mà mấy anh làm cây xanh cho con bé Thư tôi... Yến nó tên Ngọc Quyền gì đó. Dạ. Mà nó cũng nói là tên Yến thì mình biết tên Yến thì tôi nói ừ sao cho mà sao mà làm mà người ta nói giả cái ở địa phương đó sao, trong đó mà nói là nếu mà ai nói cái giấy cây xanh này giả chị kêu mấy người đó đi lại đây đó. Dạ. Nếu kêu mấy người đó lại đây đi rồi nói mới sáng tỏ. Chứ còn cái chuyện người ta đồn thì người ta nói gì mặc kệ ai, tôi tính theo chị cứ chị nghĩ đi, tính theo là giấy tờ thôi, chứ còn ai dám làm giấy giả đó. Thì người ta nói vậy. Vậy thì tụi con cũng nghe cô giúp như giúp cô một lần là để cô truyền tải cái sự việc này lên cho cộng đồng mạng và cũng mong là đến với lại mẹ ruột của bé Thư để ba mặt một lời ngồi với nhau để đàm phán lại cái sự việc này coi ai đúng ai sai. Còn giống như tụi con là cũng không bên bên nào mà cũng không nghe bên nào. Với lại hôm bữa khi mà hai đứa mà nó vào bệnh viện á, là giống như là tụi con xóa những cái video trước đó, tại vì tụi con không muốn phiền phức rắc rối. Tụi con cũng không muốn đụng chạm tới ai hết. Đúng rồi. Đó, hôm nay thì cô gọi tụi con tới thì con cảm thấy cái câu chuyện này nó chưa có thật sự rõ ràng, chưa sáng tỏ. Nên con đến để mà giúp cô truyền tải thông điệp này thôi. Thật sự mình thương nó là mình thương là về hai đứa nó nhỏ tuổi, mình thương nó. Đúng rồi. Còn nó nói gì đó mình không quan trọng nữa, tại vì cái sự việc nó đi quá xa rồi, mình không muốn dính vô cái câu chuyện này. Thiệt là vậy. Tôi thì cũng cái tình thương á, mình lớn lên mình thương yêu nhau thì vẫn biết. Chứ tôi cũng không có phiền trách. Thôi bây giờ vậy ha, thì cái sự việc á là đã nói chung là bữa giờ đã nói nhiều lần rồi. Bây giờ cái dư luận đang lái về phía cô quá mạnh, là giống như là kiểu mà mũi dùi nó dùi vô cô, thì con cũng thấy thật sự á là thấy cũng tội cho cô là vấn đề.
là chưa hiểu được đúng sai, mà mọi người cứ là chỉ trích cô nhiều hơn. Thì bây giờ vậy đi, thì những cái việc đó thì mình để tính sau, khi nào mà mình xác minh được cái rõ ràng cái nguồn gốc độ tuổi của con thư, khi mình nhận nó có cơ quan chức năng người ta làm việc thì đó là mới trả lại cái sự trong sạch cho cô. Còn trước đó nó nói cái gì đó thì con cũng không muốn quan tâm tới nữa. Đúng rồi. Đó là cố gắng bây giờ ngậm bồn hòn nút cay đi, rồi mai mốt cái sự việc nó xác minh được lúc thời điểm cho nó làm sao, nhận nó làm sao, rồi độ tuổi đó bao nhiêu, thì nó sẽ xảy ra là cái sự việc là cô nói láo hay nói xạo hay không là ai cũng biết hết. Bởi vì hồi hôm là tôi có coi cái clip đó là mẹ nó nói với tôi là trên lệch cái giấy tờ này quá rồi. Là trên lệch là 3 tuổi đó. Đó. 3 năm á. Ừ. Dạ, thì tôi coi như vậy đó là tôi không có đồng ý, thành ra tôi phải nhờ mấy chú đi lại đây đặng mà đăng cái clip này lên cho sáng tỏ, rồi đặng tôi gặp mẹ nó là để ba mặt một lời nói với nhau. Dạ. Đó tôi nhờ ra để lại tới xã của nó vô coi cái giấy này, nếu mà tôi làm giấy giả tôi chịu tội chứ chắc là dưới pháp luật. Ai sai thì người nấy ai ngờ thôi. Nếu mà người nào sai, nếu tôi á cái giấy này của con bé Thư này mà chật là cứ việc tù tôi cũng vẫn chịu. Đúng rồi. Đó. Còn bây giờ nếu mà nó vô khống tôi là phải tôi nhờ nhà là nhà nước phải xử lý con nhỏ này cho thì tôi. Đó là cái chuyện pháp luật giải quyết. Pháp luật rồi. Dạ. Con nói cô cho làm bây giờ thôi, bây giờ cô gửi một lời cuối cùng, nói bây giờ gửi đến mẹ ruột con Thư rồi bây giờ là muốn gặp làm sao là giữ điều kiện hai người tự nêu ra trên quan điểm luôn cho mọi người biết. Ví dụ gặp là gặp kính hay là gặp mở để cho mọi người cùng biết. Ừ. Hoặc là mình muốn gặp để mà gài tại cơ quan chức năng nơi làm giấy khai sinh con Thư thì cô nêu rõ vấn đề lên luôn. Thì tôi á thì trước nhất á là đi làm là phải làm cho sáng tỏ. Đúng rồi. Cho mọi người biết một chút. Thì tôi cũng thấy cái chuyện này tôi cũng bức xúc quá. Thành ra tôi bây giờ tôi nhờ như vậy đó, đặng cho làm ra cho sáng tỏ cho trong nước và ngoài nước là đúng thử coi sự thật coi tôi có là để ác như vậy hay không. Dạ, ý cô đó là giống như là gặp thì kiểu công khai. Công tại hiện tại bây giờ nó đã lùm xùm cho mày xã hội rồi. Rồi tôi không có đâu có giấu giếm gì nữa, bao nhiêu rồi sự chỉ trích là kia cũng đã nhận hết rồi đó. Thì bây giờ ở đây mình không có theo phe nào hết trơn á, mình thấy cái nào mình cảm thấy mình nào lương tâm mình làm được mình làm thôi, mình truyền tải lên thôi. Đúng rồi. Đó bây giờ mong rằng thì giữa mẹ nuôi mẹ ruột sẽ gặp nhau một cách công khai đối chất, hoặc là sẽ ra trực tiếp với chính quyền rồi đó đó. Thì sẽ làm rõ cái sự việc như thế nào. Còn ai sai ai ví dụ làm giấy giả hay gì đó cái trên lệch gì đó thì người đó đã có pháp luật người ta xử lý. Đúng. Chứ mình không có nói một ai là ai đúng ai sai hết ở đây trong chuyện này, mình không có khẳng định đúng rồi ai là người có tội mà thì nếu mà đi lại đi lại tới xã đó mà tôi xách cái giấy khai sinh này ra mà, nếu mà nói là tôi làm giấy giả là tôi chịu tội rồi. Vậy okay. Để mong rằng mẹ ruột của Thư á, bé Thư á thì sẽ xem được clip này và sẽ có phản hồi, mình sẽ có một cái cuộc hẹn với nhau. Thì đâu đó đôi bên thì do hai người tự thỏa thuận đó, thì cuộc hẹn mà phải công khai chứ bây giờ nó đã lùm xùm, nó đã ảnh hưởng rất là nhiều, không phải là ảnh hưởng một hai người đâu, ảnh hưởng rất là nhiều người rồi đó. Tôi nói chung á thì tôi nuôi nó từ nhỏ tới bây giờ, nếu á nó được mẹ nó, tôi cũng nói trong bụng tôi rồi, nếu làm cái chuyện này ra là tôi cũng phải lỡ, hồi đó giờ là tôi giấu nó là tôi không có nói là con nuôi. Dạ, hồi xưa tôi, hồi xưa giờ là không có nói. Cái ngày mà nó đi đó là tôi mấy là nói tôi mới tìm lên là tôi nói với anh Hải là tôi mới nói luôn sự thật đó, là con nuôi bé nó mới biết, là nó mới biết là nó là con nuôi của tôi, là tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ lỡ rồi thì nó biết hết rồi là tôi là mẹ nuôi nó, thì bây giờ á là mẹ ruột nó đã nhìn rồi thì á nếu cái chuyện gì nói ra cho đúng chính xác á, cho tôi cái sự thật chứ không có để thêm muối mắm cho tôi rằng oan ức cho tôi lắm, thì tôi sẽ cho mẹ nó con nó để sum họp với nhau. Yeah. Đó rồi. Còn cái giá như là thí dụ vậy như nói nó nói bây giờ trẻ công chị nuôi từ nhỏ lớn thì chị em đưa chị bao nhiêu tiền thì cái đó tôi không cần, tôi cũng như tôi đi chùa đó, tôi nghĩ là như tôi đi chùa thôi, tôi nuôi cũng như đó, giờ tôi xuất thân ra tôi nuôi nó thì như vậy thôi, chứ ngoài ra tôi không có đòi hỏi gì hết, yêu cầu mà nói cho chính xác. Bây giờ cái chuyện mà nó nói oan ức cho tôi, nó nói thêm nó bớt tôi là nó phải thừa nhận nó lên đặng cho bà con trên cộng đồng mạng biết là có thể là tôi phải ký tên là tôi giao lại cho mẹ nó. Còn nếu mà nó không có để mà nói thêm tôi mà nó như vậy là nó con tôi cũng vẫn là con tôi. Dạ. Đó. Ý của cô nói là trước khi muốn cái sự việc hai mẹ con nhìn nhận nhau trên mặt giấy tờ luôn. Đúng vậy. Con yêu cầu con bé Thư phải nói ra cái sự thật và cái chuyện đó nó có từng xảy ra hay không. Để cho mọi người biết hết cái sự việc mà con lời con bé Thư đã nói ra trên mạng xã hội.
từ bữa hôm bữa giờ tới, đúng không con? Đúng rồi. Rồi thì cũng mong là cái điều đó để xảy ra, để xảy ra trong cái sự im đẹp mình. Nếu nó ví dụ nếu mà nó nói sai thì mình cũng không trách nó, tại vì nó còn nhỏ, nó nghĩ, nó suy nghĩ, nó chỉ muốn bảo vệ thằng con. Thì cái điều đó là mình không có trách nó nữa, nhưng mà mình chỉ là mong muốn nó để rửa sạch cái tội danh cho cô thôi. Tôi thì không có giận hờn ai. Đúng rồi. Mà điều có cái là mẹ tôi giận mẹ thằng Cường, là có cái là bả bây giờ đi coi, bây giờ có nói nữa thì nó cũng thấy bên kia nó không có tác dụng gì đâu. Bây vậy giờ kết thúc clip tại đây đi. Thì như vậy đi, tôi nhờ và bây giờ tôi nhờ chú Tâm và với chú Cường với em cháu này, thì bây giờ có lợi đây đăng cho tôi một cái clip này thì tôi cũng rất là cảm ơn. Đặng cho trong nước ngoài nước đặng biết cho sáng tỏ, thì để không thôi người ta không biết là ta nói là tôi là người ở ác. Thì bấy nhiêu đó vậy thôi rồi thôi tôi hết rồi. Xin chào bà con, là trong thời gian sớm nhất để hai bên gặp nhau để đối chứng và coi sự thật ra sao nha. Rồi.